Xin chào tất cả các bác. Ở bên shop giới thiệu với các bác một loại hạt giống, đó là hạt giống cà chua nhót, hàng 3A của Thái, hàng có A 3 chữ A đấy. Nhưng mà hàng này là hàng F1 nha các bác nhỉ? Các bác nhìn thấy chữ F1 đấy chưa? Một gói này được 30 hạt. Đó. Trời ơi, trồng lên sai lắm. Người nhà của bên shop đã trồng rồi à? Nên rất là ok nha. Cà chua nhót quả nhỏ nhỏ và nó sẽ hơi nhọn nhọn một chút, nhìn trông quả nhót của chúng ta ấy ạ, đó, nhỏ nhỏ dài dài, hơi hơi dài, nó hình như là hình oval ấy, đó, các bạn nhìn là các bạn sẽ tưởng tượng ra, cái quả của nó sẽ không phải là quả to, mà của nó sẽ là quả nhỏ, cho nên người ta gọi đây là cà chua nhót nha, hình hơi dài dài, trồng loại này thì lên sai lắm, bởi vì nó là dòng F1 cơ mà, có phải là hàng bình thường đại trà đâu ạ. Đến rất tốt, nảy mầm rất ok nha. Xin chào các bác. Đây, trời ơi, một màu đỏ chót luôn. Không biết đây là gì không? Ớt tóc dài, ớt cay của hàng Đài Loan đấy. Mã của nó là 8819 nha. Đây. Tùy theo từng loại mã hàng mà người ta sẽ có những cái ký hiệu khác nhau. Đó là có mã thì người ta ký hiệu bằng số, có mã thì người ta sẽ ký hiệu bằng chữ. Đó, đây. Một gói này được rất là nhiều hạt nha các bác nha. Được rất là nhiều hạt luôn, được vài trăm hạt. Thế thì với cái hạt giống ớt tóc dài này thì cái chiều dài của nó rất là dài, và khi chín thì nó sẽ ra màu đỏ, đỏ chót như thế này luôn. Rất là cay nha các bác nha. Cái này rất là cay, chứ không phải là ớt ngọt đâu ạ, ớt cay nha. Và cái ớt này mà khi các bác trồng ý, thì các bác phải lưu ý nè, nó sẽ quả nó rất là dài, cho nên là chúng ta sẽ phải mục cao lên một chút ạ. Xin chào các bác nha. Đây một mã hàng cà chua nữa này. Về đây. Cà chua vàng. Cà chua lùn vàng. Một gói này được 200 hạt hoặc hơn. Đó. Màu vàng rất là đẹp. Chúng ta trồng trong chậu nha. Loại này loại lùn, không phải là loại leo nha. Rất đẹp đúng không ạ? Màu vàng rất đẹp luôn. Thông thường thì chúng ta hay thấy có màu đỏ, thì hôm nay sẽ là màu vàng để cho các bác tha hồ lựa chọn nha. Một gói như này nguyên bao bì. Đây, nhập khẩu từ bên Đài Loan. Hãng này sẽ là có cái hãng của đâu rồi? Hãng này là hãng Mặt Trời đây. Một gói như này các bác tha hồ trồng 5 cây cảnh. Xin chào tất cả các bác nhỉ. Hôm nay bên shop mà sẽ thay cái mẫu bao bì mới Select Sanchu F1 của Hàn Quốc. Đây, 150 hạt một gói này, xuất xứ Hàn Quốc. Thời gian thu hoạch chỉ 45 đến 50 ngày thôi. Tỷ lệ nảy mầm rất ok nha. Đạt tầm 80 đến 90%. Đây sẽ là cái mẫu mã bao bì mà bên shop đã đặt riêng. Rất đẹp. Hạt giống chất lượng. Rất đẹp luôn nha. Đây cũng rất ok ạ.